Đây tôi quay tổng quát luôn nhá. Đây nhà cụ sinh cho tôi này. Đấy. Đây là một miền quê đấy các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không? Xa xa kia là cánh đồng này, thấy không? Thần gánh có bay luôn đấy. Còn đây là ao. Ao vườn nhà nhá. Đây đang xây đại công trình nhá này. Đây xây bờ ao này. Để thả ba ba à, nhậu thôi. Đấy. Đây đang máy móc đang làm hàng rào này. Đấy. Nhà này đó tổng quan hết luôn nha. Đấy, đây cái nhà nhỏ mới xây cho bà già ở này. Đấy, đây là xây cái nhà cái phòng nha, vậy là phòng cho bà già bà ở. Đây nhà vệ sinh nè. Đó, nhỏ nhưng mà đầy đủ hết rồi nha. Vệ sinh tu nét hầm cầu này. Hoa sen này. Đó, đầy đủ hết. Hai phòng nha các bạn nhé. Hai phòng. Đây là bếp nha, nó làm lại bếp luôn này. Trong bếp cũng có vệ sinh luôn này. Đấy. Quả gì ai có ai cầm gì vậy? Quả nước vải vậy? Sao vậy? Không ăn được. Đó, tổng quan nhất rồi này. Đấy, cho nhỏ tính đưa ra như vậy nha. Quay đi.